Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi ăn một quán cơm tấm ở Nam Cali. Ở đây là tên là cơm tấm quê hương ở Westminster. So mình sắp hàng đi vô ha. Ở bên này nhiều người quá nên mình vô đường này. Vô chỗ ngồi thôi nào. Và đây là cái mặt hớn hở của tôi đang chờ đồ ăn. Đồ ăn đã rồi, nhìn ngon quá. Đây là hai dĩa cơm tấm. Mình order là cơm sườn chảo tôm với lại tàu hủ ki. Còn bạn trai của mình order cơm sườn bị chả. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Rồi mình bỏ miếng ớt cho chén nước mắm nhìn cho hấp dẫn ha. Đây gần cạnh cái dĩa cơm tấm của mình nè mấy bạn, nhìn hấp dẫn không? Mình thích là nó có một cái tóp mỡ ở trên á, với lại cái miếng hành á, cho nên làm cái dĩa cơm rất là ngon. Đây là chén nước mắm này cả nhà. Rồi mình chế đều trộn lên rồi mình sẽ ăn thử cho cả nhà coi ha. Quá xá là ngon nha cả nhà. Cái sườn người ta ướp rất là đậm đà. Mình thích ăn với tàu hủ ki. Nhưng mà cái chảo tôm á, thì nó không có được ngon lắm, nó hơi bị khô. Nhưng mình vẫn cho 9 điểm rưỡi nha cả nhà. Tại vì dĩa cơm tấm nhìn rất là đẹp mắt, sườn rất là ngon, và đi kèm với canh nữa. Chương trình ăn uống tới đây là hết nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem. Cả nhà nhớ bấm like và subscribe để em có động lực để làm thêm nhiều video nữa nha. Bye bye cả nhà.